Phú Đại Gia ở Rễ, tập 756. Xoẹt. Khoảnh khắc tiếp theo, Cửu Bảo Kiếm Tâm tay phải ấn tại bên trên trường đao đạo quốc. Sau đó, thân hình hắn nhất chuyển bổ nhào xuống, một đao huyễn hóa mà ra, chém thẳng về phía mặt của Bùi Nguyên Minh. Đao mang mau lẹ như là huyễn ảnh. Mọi người xung quanh đều kinh hô, chấn kinh trước sức mạnh của Cửu Bảo Kiếm Tâm. Ngay cả những người xung quanh Kim Đại Thiếu, thần sắc cũng không còn cười toe toét mà nhìn thân ảnh của Cửu Bảo Kiếm Tâm đầy ngưỡng mộ. Chỉ có thể nói, kẻ mạnh dù ở đâu cũng nhận được sự tôn trọng của mọi người. Còn Bùi Nguyên Minh thì nhìn Cửu Bảo Kiếm Tâm đang tấn công, thần sắc đạm mạc, chỉ là cong ngón tay búng ra. Càng đầu ngón tay anh búng mạnh vào một bên thân đao của Cửu Bảo Kiếm Tâm. Trong khoảnh khắc, trong toàn trường như có tiếng kình lôi không ngừng vang lên trong đầu. Cửu Bảo Kiếm Tâm tốc độ 10 phần mau lẹ, hiện tại đang tới rất nhanh. Khi Bùi Nguyên Minh búng trúng thanh đao, toàn thân hắn chấn động, phi tốc lui lại phía sau. Sau khi hạ xuống đất, liền bị trượt lui vài chục bước, hai bàn chân để lại hai dấu vết hằn sâu trên mặt đất. Lúc này hắn nhìn về phía Bùi Nguyên Minh đã tràn ngập vẻ không thể tin được. Tuy rằng vừa rồi hắn chỉ sử dụng 3 thành công lực, nhưng theo logic mà nói, người trước mặt hắn làm sao có thể dễ dàng ngăn trở được. Nhưng bây giờ, tên khốn Bùi Nguyên Minh không chỉ ngăn trở hắn, mà còn nhẹ như mây gió như vậy sao? Tại thời khắc này, Cửu Bảo Kiếm Tâm đều có chút phá vỡ nhận biết của mình. Hắn hiếp mắt một hơi, lắng lại khí huyết sôi trào trong cơ thể mình, sau đó hơi hiếp mắt lại. Hắn hiện tại bắt đầu coi trọng Bùi Nguyên Minh. Dù sao, gia hỏa này có thể chơi chết được sư đệ của mình đã đủ để chứng minh có mấy phần thực lực. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi có mấy phần bản lĩnh. Thật đáng tiếc ngươi gặp phải ta. Cửu Bảo Kiếm Tâm thân hình lại lần nữa cử động. Lần này thân ảnh của hắn ở giữa không trung chuyển hóa ra hai thân ảnh. Hai thân ảnh đồng thời nâng đao chém xuống, nhanh, nhanh tới mức cực hạn. Đây cũng không phải nói Cửu Bảo Kiếm Tâm thật đã huyễn hóa ra thành hai thân ảnh, mà là thân hình của hắn đã nhanh tới mức cực hạn. Cứ thế, trong tầm mắt của mọi người mới xuất hiện ra huyễn tượng. Ngay sau đó, hai ảo ảnh lại hợp nhất rồi lại tách ra. Lần này Cửu Bảo Kiếm Tâm lại biến thành 3 đạo thân ảnh. Thật kinh ngạc, đó là một trong 3 thanh ma kiếm của A Tỳ Đà Lưu. Lần ra tay này chính là tuyệt sát chiêu, thi triển đại tuyệt chiêu A Tỳ Đà Lưu đạo quốc, huyễn ảnh tam ma kiếm, một chiêu mạnh nhất. Đủ để chứng minh Cửu Bảo Kiếm Tâm rất coi trọng Bùi Nguyên Minh. Tại thời khắc này, tất cả đều nín thở. Mọi người đều biết, khi kiếm của Cửu Bảo Kiếm Tâm xả xuống, 80% đầu của Bùi Nguyên Minh sẽ rơi xuống đất. Dù sao, trong truyền thuyết, cũng chưa từng có một ai còn sống mà thấy được uy năng của một chiêu A Tỳ Đà Lưu này. Bất luận người nào gặp qua một chiêu này đều chết. Cửu Bảo Kiếm Tâm đối với Bùi Nguyên Minh bao nhiêu thống hận, bao nhiêu kiêng kỵ mới có thể dùng ra dạng sát thủ thương này, đúng không? Một đám danh viện thiên kim ngạo kiều giờ phút này là mỗi một người đều là một mặt hưng phấn, như là đã tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị lao lên giường với Cửu Bảo Kiếm Tâm. Các nàng cao cao tại thượng, tự cho là đúng, căn bản là chướng mắt một kẻ điểu ti giữa dám diễu võ dương oai trước mặt mình. Vì vậy bọn họ chắp tay khẩn cầu Bùi Nguyên Minh sẽ bị Cửu Bảo Kiếm Tâm một đao chém chết. Mà lần này đối mặt với một đao của Cửu Bảo Kiếm Tâm, vẻ mặt lãnh đạm ban đầu của Bùi Nguyên Minh lại có chút mỉa mai. Trong khoảnh khắc tiếp theo, anh một bước phóng ra, sau đó trở tay hướng thẳng về phía mặt đạo thân ảnh phía bên trái, thẳng tay quất tới. Bốp, một âm thanh vang giòn sắc nét, 3 đạo ma ảnh ở giữa không trung lập tức biến mất, hóa thành hình người xuất hiện dưới bàn tay của Bùi Nguyên Minh. Và cái tát này của Bùi Nguyên Minh chính xác tát vào mặt của Cửu Bảo Kiếm Tâm, tát đến thân hình hắn bay như diều đứt dây, sau đó nện mạnh vào cột đá cẩm thạch. Ngay lúc thân thể hắn trượt xuống, Cửu Bảo Kiếm Tâm phun ra một ngụm máu già xen lẫn mấy cái răng. Hắn cố gắng giãy giụa đứng dậy, nhưng ngay sau đó toàn thân mềm nhũn sủi lơ trên mặt đất, mất đi hiệu quả chiến đấu. Một cái tát phế bỏ sao? Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người có mặt đều là tinh thần hoảng hốt. Cửu Bảo Kiếm Tâm là ai chứ?
đó chính là đại sư huynh của A Tỳ Đà Lưu Đạo Quốc. Đó chính là thiên kiêu trong truyền thuyết, một tuyệt đại thiên kiêu trong số thế hệ trẻ của Đạo Quốc, người rất có thể trở thành một đời chiến thần. Đó chính là Cửu Bảo Kiếm Tâm, 10 năm ẩn cư trong rừng, một kiếm có thể chém đứt thác nước. Tuy nhiên, hiện tại đại nhân vật có thể gọi là át chủ bài của Hoàng Nhan Hạch này, vì thiên kiêu trẻ tuổi được Đạo Quốc xem trọng này, cứ như vậy bị tên ở rễ phế vật trước mắt một bàn tay đập bay rồi sao? Tùng bay chấp phới cũng liền thôi, mấu chốt nhất chính là thế mà còn bị phế bỏ. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người đều cảm thấy hoang đường vô cùng. Ngay cả Kim Tuấn Anh đang đung đưa ly rượu đế cao trong tay, giờ phút này có chút cứng đờ, ánh mắt chớp mắt ngốc trệ. Phương Thiên Họa không khỏi đứng bật dậy, hai mắt mờ mịt nhìn Bùi Nghi Minh, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Hai nữ nhân Khổng Tú và Hạ Tú Mị vốn một mực coi thường Bùi Nghi Minh, giờ phút này cũng che cái miệng nhỏ nhắn của mình muốn khóc ré lên, nhưng lại sợ tự hạ thân phận. Quất Cửu Bảo Kiếm Tâm vỗ cánh bay đi xong, Bùi Nghi Minh lại lấy khăn giấy ra lau, nghiêm túc lau tay. Sau đó anh liếc mắt nhìn Hoàng Nhan Hạch, lúc này cũng đang ngẩn người trợn mắt há hốc mồm, lãnh đạm nói: Hoàng Nhan, xem ra chỗ dựa lớn nhất của ngươi cũng đã mất đi tác dụng. Hiện tại ngươi muốn nghiêm túc đáp ứng ta hay không? Nghe được những gì Bùi Nghi Minh nói, đám vệ sĩ của nhóm Hoàng Nhan xung quanh đều miệng khô lưỡi khô, không nói nên lời. Rốt cục, sức chiến đấu của Bùi Nghi Minh vượt xa sự tưởng tượng của bọn hắn. Không phải bọn hắn chưa từng gặp qua đại cao thủ, nhưng đại cao thủ trâu bò đến tình trạng như Bùi Nghi Minh thật là đầu tiên bọn hắn được nhìn thấy. Hoàng Nhan Hạch lúc này mới kịp có phản ứng, vẻ kinh ngạc cùng sợ hãi trong mắt tiêu tán, nhưng ánh mắt hắn nhìn Bùi Nghi Minh lại trở nên càng lạnh lùng hơn. Hắn từ chối cho ý kiến, cười một tiếng: Xin lỗi, ta sẽ không thả người. Làm sao? Người động tới ta sao? Rắc! Bùi Nghi Minh lần này không nói nhảm nữa, mà một cước đá thẳng vào chân trái của Hoàng Nhan Hạch. Có một âm thanh giòn tan truyền ra, xương cốt trắng hếu trực tiếp lòi hẳn ra ngoài, mang theo máu tươi và cốt tủy, nhìn thấy mà muốn té xỉu. Khổng Tú cả đám gần như khóc thét lên. Kiến thức của các nàng chứng kiến không ít cảnh tượng hoành tráng, nhưng những cảnh máu me như vậy, bản năng vẫn là sợ hãi. Mà Kim Tuấn Anh và Phương Thiên Họa cũng khẽ nhíu mày, nhìn Bùi Nguyên Minh ánh mắt càng sâu hơn. Chỉ là ở chỗ thâm sâu này càng có thêm sự chán ghét thâm căn cố đế. Rốt cục, đối với những đại nhân vật trong vòng tròn đỉnh cấp của bọn hắn, điều khó coi nhất chính là cọc cỏ mà dám nghịch thiên. Với chuỗi hành động của Bùi Nguyên Minh, không chỉ chạm đến ranh giới cuối cùng của bọn hắn, mà còn chạm đến vải ngược, giống như gót chân asin của bọn hắn. À, lúc này Hoàng Nhân Hình cũng đau đến toàn thân run rẩy co giật, thân thể hắn nhoáng một cái trực tiếp đứng không vững, ngã rầm trên mặt đất. Tuy nhiên, hắn ta có thể được coi là một nhân vật. Tại thời điểm này, hắn ta vẫn nghiến răng nghiến lợi, vô luận như thế nào đều không để cho bản thân hét lên. Bùi Nguyên Minh không để ý tới phản ứng của mọi người, mà nhìn Hoàng Nhân Hạnh hờ hững, bình tĩnh nói: Người đâu? Đang ở đâu? Hoàng Nhân Hạnh nghiến răng cười lạnh một tiếng, một mặt khinh thường cùng điên cuồng: Biết cũng không nói cho người, ta cũng không thả người trong tay. Có bản lĩnh, người chơi chết ta đi. Cảnh tượng này ngược lại có chút lãnh khốc, không ít danh viện thiên kim nhìn thấy đều là nhịn không được, ở trong lòng thầm hô Hoàng Nhân Hạnh mới là chân nam nhân, chỉ tiếc về sau chỉ là một tên què. Bằng không nhất định phải gả được cho hắn, xin cho hắn một con khỉ. Rắc! Bùi Nguyên Minh lại không nói nhảm, anh lại một cước đạp tiếp gãy chân kia của Hoàng Nhân Hạnh. Hoàng Nhân Hạnh bị đánh gãy cả hai chân, thân thể triệt để sụi lên trên mặt đất, trên mặt đều là sự thống khổ khó tả. Hắn hai tay chống đỡ lấy thân thể, cũng là duy trì sự kiêu ngạo cuối cùng. Lúc này Bùi Nguyên Minh thản nhiên nhặt một thanh trường đao đảo quốc trên mặt đất, mũi đao chạm tới ít hầu của Hoàng Nhân Hạch, sau đó nhẹ giọng nói: Hoàng Nhân Hạch, ta biết ngươi coi mình như một nhân vật, ngươi không ngại chơi chết ta, nhưng là ta có thể nói cho ngươi biết, nếu là bình thường ta sẽ cùng ngươi chơi từ từ, đánh gãy xương tay của ngươi, khiến cho ngươi hoàn toàn toàn phế. Thật đáng tiếc, đây là chuyện của vợ ta, ta hiện tại không có bao nhiêu kiên nhẫn. Ta sẽ hỏi ngươi lần cuối, ngươi ở đâu? Nếu không nói cho ta biết, ngươi sẽ chết.
ta cũng có thể tự mình tìm ra được. Nghe được lời nói của Bộ Nguyên Minh, cảm giác được sát khí không kiềm chế trong mắt Bộ Nguyên Minh, cảm giác được hàn ý của thanh trường đao đảo quốc trong tay Bộ Nguyên Minh, Hòa Nhân Hành vốn thấy chết không sợ, một mặt khinh thường, bỗng nhiên vô thức run rẩy một chút. Bất kể hắn cường thế đến đâu, át chủ bài lớn nhất của hắn chính là Bộ Nguyên Minh không dám chơi chết mình. Nhưng bây giờ Bộ Nguyên Minh có vẻ nếu mình không mở miệng, hắn liền sẽ chơi chết mình. Điều này khiến cho Hoàng Nhân Hận vốn luôn tự tin cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Thế nào, sĩ khả sát bất khả nhục sao? Bộ Nguyên Minh nhìn Hoàng Nhân Hận lúc này đang rối như tơ vò, nhẹ giọng nói: về điểm này người không bằng cha người. Sau khi cha ngươi thất bại năm đó, còn hiểu được năm củi thi gan, 3 năm về sau, lại thêm 3 năm nữa. Và sau khi ngươi thất bại, chẳng những không nhận sợ, còn vì khí phách nhất thời đem mình đưa đến tuyệt lộ. Xem ra, ngươi so ra kém cha ngươi. Hòa Nhân Hình khóe mắt co rụt lại, trong lòng có chút do dự. Bộ Nguyên Minh tiếp tục gây áp lực. Ngươi vốn tưởng rằng sau khi ngươi chết, phụ thân sẽ báo thù cho ngươi, nhưng nếu ta đoán đúng, ngươi sẽ còn huynh đệ tỷ muội. Cái chết của ngươi đối với bọn hắn mà nói chính là quét dọn chướng ngại thượng vị. Đến lúc đó, bọn hắn vì bảo trì thực lực, chẳng những sẽ không tìm ta báo thù, nói không chừng sẽ còn để ngươi triệt để trở thành lịch sử. Cái chết của ngươi không quan trọng gì, không có bất kỳ giá trị gì, thật đáng tiếc. Nói đến đây, thanh trường đao đảo quốc trong tay Bộ Nguyên Minh lại chậm rãi ấn xuống. Mũi đao sắc bén đâm vào da thịt Hoàn Nhân Hận, cảm giác nhói đau kịch liệt truyền lên tới não, khiến hắn hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Con người sống một đời quả là có nhân phẩm, có kiêu hãnh, có sĩ diện, nhưng vấn đề là chết thì không còn gì cả. Khi hắn chết, mọi thứ vốn dĩ thuộc về hắn sẽ triệt để được phân chia. Một người như Hoàn Nhân Hận làm sao có thể cam lòng với điều đó chứ? Ngay sau đó, hắn nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng nói: thả người ra, ta sẽ thả người ngay. Bộ Nguyên Minh chậm rãi thu lại thanh trường đao đảo quốc trong tay. Sau khi Hoàn Nhân Hận liếc nhìn Bộ Nguyên Minh với vẻ mặt phức tạp, hắn lấy điện thoại di động trong người ra, nhanh chóng bấm một dãy số. Ngay sau đó, một giọng nói mang hơi hướng đảo quốc từ bên kia truyền đến: Hoàn Nhân thiếu, có phân phó gì không? Miyamoto Sakura, đưa Trịnh Tuyết Dương trở về, nhanh! Hoàn Nhân Hận cơ hồ là gào thét mở miệng. Vừa nghe thấy cái tên Miyamoto Sakura, Bộ Nguyên Minh hơi nhíu mày. Theo bản năng, anh cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng vẫn lãnh đạm nói: Miyamoto tiểu thư, đúng không? Xin lỗi, ta là Bùi Nguyên Minh. Ta ở đây cảnh cáo ngươi, Trịnh Tuyết Dương có chuyện, Hoàn Nhân Hận liền có chuyện, hiểu ý của ta không? Bên kia điện thoại dường như hơi sững sờ, sau đó truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng, chỉ là tiếng ngựa cười nghe rất kỳ quái, dường như tới từ địa ngục du hồn giả quỷ. Hoàn Nhân Hận có chút phát điên, hắn hừ một tiếng: Miyamoto Sakura, ngươi nghe không hiểu ta sao? Mang người tới đây. Hoàn Nhân thiếu, thực xin lỗi. Qua điện thoại, giọng Miyamoto Sakura trở nên âm lãnh và thờ ơ: chúng ta Tân Đường Lưu cùng Thổ Ngự Môn, cùng Trường Sinh Điện các ngươi hợp tác đến đây kết thúc. Người ta sẽ không thả. Ngươi tự cầu phúc cho mình đi. Tút tút tút. Giữa sân, Hoàn Nhân Hận đang cầm điện thoại, sắc mặt chợt tái nhợt. Hắn đã bị bỏ rơi. Hắn đường đường là một đại thiếu đến từ tập đoàn Hoàn Nhan, người của Trường Sinh Điện, giờ phút này thế mà bị bỏ rơi. Ngược lại, Bùi Nguyên Minh ánh mắt có chút lạnh lẽo. Tân Đường Lưu, Thổ Ngự Môn đảo quốc, đây không phải là đám người đảo quốc bị chính mình một chân đạp bay ở thủ đô hay sao? Không ngờ đám người đảo quốc này sau khi mất đi kiếm thánh Thiên Phong Thập Tứ Lang lại dám đến Kim Lăng gây sóng gió sao? Đặc biệt là Miyamoto Sakura, Bộ Nguyên Minh mơ hồ nhớ tới chính mình đã tự tay chơi chết nàng. Nhưng không ngờ rằng nàng không những không chết mà lần này còn vương giả trở về sao? Rốt! Bộ Nguyên Minh thần sắc đạm mạc, một bước tiến lên giẫm gãy tay trái của Hoàng Nhân Hận, sau đó thản nhiên nói: người có 3 phút để nói hết những điều mình biết, nếu không cũng là một câu kia, sang năm hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi. Bốp! Khi Bộ Nguyên Minh giẫm gãy tay trái của Hoàng Nhân Hận, trong một nhà kho tồi tàn, Miyamoto Sakura
Mặc Dục Bào đảo quốc đập mạnh điện thoại trên tay xuống đất. Khuôn mặt của cô ta không còn kiều mị như trước đây, cả người như bị lửa thiêu đốt, nửa khuôn mặt xinh đẹp, một nửa khuôn mặt giống như quỷ ác ma. Và lúc này Miyamoto Sakura với vẻ mặt gớm ghiếc mang theo một loại cá chết lưới rách. Thật lâu sau, cô ta lấy ra một hộp dược dịch vô cùng trân quý. Sau khi lấy ra một ống tiêm vào người, vẻ gớm ghiếc của cô ta từ từ biến mất, thay vào đó càng trở nên lạnh lùng. Vào lúc này, trong toàn bộ nhà kho khổng lồ xung quanh không có hoàng hóa, chỉ có đám tinh nhuệ của đảo quốc đang đứng lặng lẽ. Ở giữa những người này có một chiếc ghế bành. Trên chiếc ghế bành là Trịnh Tuyết Dương đã hôn mê bất tỉnh. Rõ ràng mặc dù bị bắt, nhưng Trịnh Tuyết Dương cũng không ăn quá nhiều vị đắng. Nhưng vào lúc này Miyamoto Sakura mặc kệ Trịnh Tuyết Dương, mà là nhìn vào nơi sâu nhất trong nhà kho. Ở nơi đó có một đền thờ tạm thời đảo quốc. Dù là cổng thiên hay cổng to ri đều nhìn đều giống như đúc, tựa hồ là trực tiếp đem một ngôi đền nào đó ở đảo quốc đã được trực tiếp di dời tới đây. Miyamoto liếc nhìn ngôi đền và hơi cau mày, nhưng là trong con người lại có một chút lo lắng và ớn lạnh. Lần này cô đến Đại Hạ với một nhiệm vụ khác, chỉ là tình cờ biết được Trường Sinh Điện đang hợp tác với đảo quốc, lại có chuyện với Bùi Nguyên Minh, nàng liền khó tiệt kìm lòng nổi ra tay. Một mặt muốn báo thù cho gia tộc Miyamoto, mặt khác muốn cho Tân Đường Lưu thở phào nhẹ nhõm một hơi khí tức. Đáng tiếc, nàng nghìn tính vạn tính đều không có tính tới. Một A Tỳ Đà Lưu cộng với Thiên Trúc Quỷ Tăng, cộng thêm Trường Sinh Điện đáng sợ, cũng không thể làm gì được Bùi Nguyên Minh. Ngay cả quân cờ cuối cùng cũng hoàn toàn vô nghĩa, vì Hoàn Nhan Hận đã chấp nhận thỏa hiệp. Điều này có nghĩa là lần này không chỉ Bùi Nguyên Minh không bị chơi chết, mà là 80% bị Bùi Nguyên Minh chơi chết. Đối với Miyamoto Sakura, điều này là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Và lúc này hàng loạt ngọn nến đã được sáng lên trong ngôi miếu vốn u ám. Sau đó một người mặc trang phục âm dương sư chậm rãi đứng lên. Hắn ta từng bước rời khỏi điện thờ, nhưng khi hắn ta đi, xung quanh dường như có thể nghe thấy tiếng gào thét của một hồn ma truyền ra từ phía sau lưng của hắn. Những cao thủ đảo quốc xung quanh, những người ngày bình thường sát phạt quyết đoán, đều đang run rẩy không thể kiểm soát được vào lúc này. Như thể bọn hắn sinh ra đã sợ hãi trước người đàn ông này. Miyamoto, tâm của ngươi không được bình tĩnh, nó sẽ khiến cho tâm quỷ trong người trở nên gắt gỏng, dễ giận. Thậm chí ngươi sẽ bị mất khống chế, bị triệt để thôn phệ. Ta đem phù quỷ gia tộc Thổ Ngự Môn ban cho ngươi, không phải để ngươi nuôi dưỡng phù quỷ. Ngươi hiểu ý của ta không? Nghe âm dương sư này nói vậy, Miyamoto Sakura tựa hồ nghĩ tới một loại hồi ức nào đó ngoài ý muốn, liền rùng mình một cái nói: Ambe đại thiếu, ta đương nhiên hiểu được. Ta có thể sống lần thứ hai ngày hôm nay chính là dựa vào chúc phúc của Thổ Ngự Môn. Ta nhất định sẽ khống chế tốt tâm tình của mình, không để cho mình bị phù quỷ thôn phệ. Xin hãy yên tâm, Ambre đại thiếu. Ambre đại thiếu thản nhiên nói: Ta hy vọng ngươi nhớ kỹ lời nói, đừng để cho ta thất vọng. Hiện tại tình huống là thế nào? Tuy rằng hắn đang đặt câu hỏi, nhưng giữa hai lông mày hắn cũng không có chút nào khẩn trương, ngược lại như là đang nói về cuộc sống gia đình, khiến người ta cảm thấy như một cơn gió xuân ấm áp. Đáng tiếc là đám cao thủ đảo quốc xung quanh hắn lại không có cảm giác như vậy, mà là cả đám đều rủ ánh mắt xuống, căn bản không dám nhìn thẳng hắn. Miyamoto Sakura im lặng một hồi mới nói nhỏ: Theo thông tin nhận được, mấy cao thủ của A Tỳ Đà Lưu đã bị Bùi Nguyên Minh phế bỏ. Hoàn Nhân Hận đã rơi vào trong tay Bùi Nguyên Minh, yêu cầu phải đưa Trịnh Tuyết Dương đến đó. Theo những gì tôi biết về Hoàn Nhân Hận, chúng ta bây giờ đưa người đi qua, chúng ta bây giờ không đưa người đi qua, nên 80% chỗ của chúng ta đã bị Bùi Nguyên Minh biết rồi. Nhanh nhất là 10 phút, chậm nhất là nửa giờ, Bùi Nguyên Minh sẽ tới đây. Còn chiến đấu hay rời đi? Còn mời Ambre đại thiếu định đoạt. Đi, tại sao lại phải đi chứ? Ambre đại thiếu cười nhẹ: Sự tồn tại của ta Hoàn Nhân Hận không biết, Bùi Nguyên Minh tự nhiên sẽ không thể biết. Vì chuyện đã bại lộ nên để họ Bùi kia tới đây đi.
Ngươi đã chuẩn bị lâu như vậy, nếu còn không bắt được một tên họ Bùi, chỉ có thể nói là ta đã nhìn lầm ngươi. Còn Tân Đường Lưu, từ nay về sau cũng có thể phế bỏ rồi. Nghe được lời nói lãnh đạo của Umbrella đại thiếu, Miyamoto Sakura mi mắt nhảy dựng lên, nhưng nàng vẫn nhanh chóng nói nhỏ: "Đại thiếu, đừng lo lắng, tôi đã chuẩn bị rất nhiều để chắc chắn rằng không có gì sai sót. Tôi trước đó cũng đặc biệt mời Phạm Thế Tôn của Thiên Trúc tới đây, đó chính là một đời chiến thần. Có ông ta, cộng với sự chuẩn bị của chúng ta, một Bùi Nguyên Minh đơn thuần không chịu nổi một kích, dễ bị tổn thương, không đáng nhắc tới." Thiên Trúc Phạm Thế Tôn sao? Một trong tam đại thánh tăng sao? Amre đại thiếu mỉm cười, trên mặt mang vẻ mỉa mai. Chỉ là một kẻ tự cho là đúng, có thể sản sinh ra dạng cao thủ gì chứ? Ta nghĩ đêm nay ngươi nên đặt tâm trí vào họ Bùi kia đi, thời gian không còn nhiều đâu. Gần như hắn vừa hạ giọng, liền nghe thấy một tiếng rầm. Một cỗ Toyota bá đạo trực tiếp phá tan cửa nhà kho, rồi lao vào với thái độ vô cùng ngạo mạn. Người đến là Bùi Nguyên Minh.